Vâng, xin chào bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu bác một mẫu xe Phantom Sportsman. Đây là một trong những mẫu mà rất hot bên cửa hàng bên em về dòng địa hình mountain bike, và giá thành của nó cũng rất là tốt. Đây là mẫu địa hình thương hiệu đến từ Mỹ, Phantom Sportsman, mà em từng review trong rất thời gian vừa qua. Được làm từ bộ khung carbon toàn phần, toàn bộ cấu hình của xe là toàn bộ là Shimano hết. Và lần này em về với tông màu đỏ, đen và màu trắng, được rất nhiều các bác ưa thích và lựa chọn. Thì nay em về một chiếc em đánh giá rất là mới, tầm 90-95% xe. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, đây là trước mắt hình khung hình các bác. Đây là mẫu Phantom Sportsman mới về bên cửa hàng bên em. Rất lâu rồi em mới về được một mẫu Phantom Sportsman carbon, được rất nhiều các bác quan tâm và hỏi lựa chọn đánh giá. Về tiêu chuẩn của xe đánh giá rất là cao, về cái cấu hình của xe và bộ khung carbon, mà giá rất tốt bên cửa hàng bên em. Nên em về chiếc màu đỏ, đen và trắng. Em đánh giá tổng thể xe độ mới tầm 90-95% xe. Xe còn rất là mới. Xe là làm từ hợp kim carbon Phantom Sportsman, thì những cái đường vân 3D được một phủ lớp la lô bên trên chống xước của dòng xe Phantom Sportsman rất là khó xước để dòng xe xước này nhé bác nhé. Rất là bóng và sáng, các bác nhìn từng cái lớp sơn của nó đây. Từng chi tiết của xe rất là sáng, còn nguyên bản theo xe. Carbon năm 1974, xe dòng Phantom, model Phantom mẫu của thương hiệu Mỹ ra đời từ năm 1974 của xe. 17,5 phim, tức là size là size S, xe tầm 45. Tức là size 45 nó thích hợp các bác là từ 1m6 đến 1m7 cơ. Đây, những lớp sơn của nó rất sáng và bóng các bác nhá. Những đường vân 3D của nó màu carbon nổi lên trên khung hình xe đây, rất là nổi bật. Đây là một cái mẫu thương hiệu đến từ Mỹ, được bán chạy rất cỡ bên cửa hàng bên em trong thời gian vừa qua, được rất nhiều các bác lựa chọn và quan tâm. Em đánh giá rất là cao về cái giá thành của xe, về cấu hình của xe rất là tốt. Gương cổ phúc bản theo xe, mà tay lắm của xe cũng được tay lắm trang bị với tay lắm cao su đúc màu đỏ đen cùng với cái tông màu của xe. Xe sử dụng với cấu hình Shimano Alivio 8 tầng lip chính hãng với bản theo xe, và đằng trước xe sử dụng với cụm phanh dầu chính hãng của Shimano. Bên tay phải em được sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano, và cụm phanh sau sử dụng cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Đằng trước thì biểu tượng của logo hình cờ Mỹ của Phantom Sportsman. Giảm sóc dầu đen nhám chính hãng của Santua. Nguyên bản theo xe màu đen nhám cho tạo ra sự huyền bí cho cái tông màu khung xe đen nhám. May ơi chính hãng của Shimano, nguyên bản theo xe. Vành nhôm hai lớp chính hãng của bản theo xe. Kích thước lốp là 26x1,95. Lốp còn rất là mới không nhá. Tuy nó hơi bẩn bụi một chút thôi, em chưa thời gian lau chùi qua xe đâu, nhưng mà lốp vẫn còn rất là mới đây. Bề mặt lốp vẫn còn rất là dày. Xe là trang bị với bộ dây âm sườn cọc yên chính hãng theo xe, cọc yên nhôm, yên còn rất là mới. Ở giữa khung xe và bên dưới gầm gầm khung, trên khung đều hé lộ những cái đường khung hình carbon vân 3D trên khung hình xe, rất nổi bật. Đùi đĩa chính hãng của Shimano, đùi đĩa nguyên bản theo xe. Gạt đĩa cũng chính hãng của Shimano, gạt đĩa của Shimano ăn tút. Xe trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng nguyên bản theo xe. Đây là một cái mẫu
model của carbon năm 1974, xe ra là năm 1974. Củ đề sau cử được củ đề của chính hãng Shimano Alivio, trang bị với 8 tầng lip chính hãng, 8 tầng lip đen, lip xích cũng rất là mới. Mayer sau là Mayer của Shimano, nguyên bản theo xe, vành nguyên bản theo xe, vành nhôm hai lớp chính hãng, sử dụng bộ lốp Canada. Đây bác nhìn thấy xích và lip cũng rất là mới đây, xích lip đen. Và bây giờ xin test chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe trang bị 8 tầng lip đen của chính hãng Shimano lên lip đây. Lip xích nguyên bản trong xe rất là mới luôn nhá. Xuống lip rất là mượt mà chân chu. Nguyên một group chính hãng của Shimano. Bên phải em được sử dụng 3 tầng đĩa chính hãng. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất là chân chu và mượt mà. Đây là cái mẫu địa hình Phantom Sportsman thương hiệu Mỹ. Và xe được làm bộ từ khung carbon, nguyên một group chính hãng của Shimano Alivio, với tông màu rất là đẹp. Và xe đánh giá mới tầm trên 90-95% xe. Và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Phantom Sportsman carbon. Và xe giá rất tốt lên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp các bác trong ngày mai.